Ôi, nhớ ai làm sống chuồng vậy bạn? Rồi nhiều gà thế nha, đẻ ghê thiệt bạn coi. Hello. Trời ơi, bạn ơi, mấy cây nó chín rồi, cây này chín chưa ta? Chắc chưa đâu nha. Chỉ có mấy cái lúa thôi bạn ơi, cuối cùng mấy con nó cũng chín rồi bạn. Thực hiện ước mơ lâu năm là nuôi mấy con chicken wood. Kiếm anh em cho anh chicken wood các bạn. Rồi, sẽ trồng lại nữa bạn. Đây. Ngon, mình ăn được khá là nhiều các bạn ơi. Đấy, có thêm mấy cây nữa. Ở đây nó cũng gần chín gần hết rồi bạn, ngon không? Đấy. Không ta? Đấy, ngon một cái nữa nè. Trồng lại. Trời ơi, biết sao mình trồng mấy này mà quyết định làm cái tập này các bạn. Tại vì hết thức ăn rồi các bạn. Nghèo rồi. Mình nghèo rồi các bạn ơi, hết thức ăn rồi. Nên phải trồng mấy cái cây này. Với lại đi bắt mấy anh chicken wood nữa các bạn. Coi coi, anh chicken wood coi có ở đâu không ta. Chicken wood liệu có thèm cái này. Mình dụ anh thôi các. Ôi, xong kỳ ta. Con khủng long nó lên tới đó luôn, sợ phải bạn. Hai bữa nó cắn mình mấy cá chết á. Mà mình làm một vài thứ như là cái gì ta, cái này gọi là gì nha. Cái đó là cái cây đèn thôi bạn, đó vậy thôi đó. Và bên đây là anh chicken wood của chúng ta. Lượm được vài đồ tại mình sửa lại bạn, sửa lại. Khá là tốn kém luôn á. Sao ta? Giờ xây thế nào nha? Mình sẽ chọn một chỗ để mình xây bạn, như chỗ này nè. Đào hai ô nha. Đào kiểu như cái hầm vậy. Đó, để mình cái chỗ này là chỗ Ripper nổ nè bạn. Để đào hai cái hầm để mình nuôi mấy con đĩ gà không đó bạn. Một chuyển qua nghề nuôi gà rồi. Ui, chết bà lộn rồi. Đây, không biết dụ được mấy con đó, không biết cách dụ sao nha. Mình chả biết luôn bạn. Đây, rồi. Đập vô sâu xíu nữa là mình sẽ làm một kiểu như chuồng gà. Chuồng gà làm gì nha? Nướng than hả ta? Nướng hấp gì á? Mình chả biết nữa. Mẹ. Đấy, giờ mình sẽ đào quanh đây một miếng. Bao mấy ô ta? 5 ô 3 4 5 vào 1 2 3 4 rồi đâu? Đủ xanh mới 2 mà đâu đến 4 rồi phải. 1 nè. 2 nè. 3 nè. À, đùa nhau đập lộn quá bạn ơi, đập lộn thôi mà cứ kệ. Để xây hai chuồng luôn thì ổn bạn. Đấy rồi, khi có chuồng cù nữa thì ổn. Giờ mình nuôi mấy con gà trong đây trước các bạn, chắc ổn. Hết thức ăn rồi, phải làm lẹ lên không là chết đói. Đây rộng chưa đủ hay thêm một ô nữa ta? Không, mình nghĩ đủ rồi, nếu mà mở rộng thêm bên đây nữa là ok luôn bạn. Ok, mình sẽ lên đập cái lên được chỗ này nè, cho lên ba ô khá là rộng xíu bạn. Đấy. Mình cũng đi vòng coi mấy cái chỗ vùng đất mới bạn, nó chả có gì á. Mình chưa thấy con bò ở đây luôn nha. Ôi, nó gọi là vãi liền. Ok, cần vài cái đuốc thay thế cái đá này. Đây. Đây. Cắm ổn, tạm ổn trước các bạn. Mình sẽ Đây. Đấy, rồi để mấy con gà vô các bạn ơi. Không, chắc cần đập thêm một ô nữa là vừa. Một ô nữa. Một. Trong đây mà có máy lạnh á là mình sửa mấy con gà đẻ nhanh lắm bạn. Đáng tiếc trong game không có máy lạnh. Đây. Rồi mình sẽ làm một góc kiểu như là cho mấy con gà các bạn, hiểu không? Nó sẽ nhớ về ở ngoài bạn. Nó trong đây hoài nó bị hầm á, không có đất nữa.
Đấy, mình sẽ làm cho nó một góc là đất. Đấy, có gì nhớ về quê hương của mình. Đó. Đây. Đây. Rồi. Từ từ nha các bạn, mình sẽ đặt vô. Đúng rồi, ok, đặt vô là đúng nè, đặt vô là đúng, đặt vô là đúng. Khoan, ủa sao chuyển cái này xuống đây nha. Hay dụ được gà không? Mấy con gà ở đây nó bố láo lắm các bạn. Thức ăn của mình hết rồi nha. Kiếm con gà. Gà đây nè. Ủa nó không đi theo luôn các bạn ơi. Mấy con này bố láo thiệt. Thôi, nó nhìn. Không được rồi. Ôi đừng có chạy. Đừng có chạy. Con gà này đâu rồi? Dưới kia có một hòn cá nữa nha các bạn. Sao ta? Sao bắt được mấy con này nha? Ôi. Rồi, sorry. Sao? With shit. Sao chạy lên đây? Ôi chết bà. Thôi giết mấy con cá ăn đỡ bạn ơi. Đây là hồ cá nữa bạn. Một giết một cá chết thôi bạn. Đó, để hai con này nó dĩ nhau đi. Là mình sẽ có thêm cá nữa bạn. Từ từ mình sẽ đi ngủ trước cái đã. Có mấy cây thu hoạch được nè. Trời, nguyên vàng luôn, ngon vậy. Rồi, ngon vậy. Trời ơi, giàu rồi. Ngon rồi à, làm farmer, chuẩn farmer luôn bạn. Làm gì ăn nha? Như làm được cái gì các bạn ơi, làm được thức ăn thì phải thức ăn từ cây lúa. Bánh mì, đúng rồi, bánh mì. Rồi, nhưng mà mình vẫn thích bắt gà các bạn ơi. Đây nè, đây nè. Đi theo không? Con này nó kiểu như cái gì các bạn ơi, sao dắt nó về ta? Sao ta? Nhớ mấy con gà trong Minecraft nó dễ lắm mà. Sao con này nó khó vậy? Ôi. Ôi. Không được hả? Thôi để mình về mình kiếm cách các bạn. Về mình kiếm cách cái đó. Tạo được cái dây gì, cái dây nhợ gì để mình dắt nó về không ha. Chicken folder, yes. À, mình sẽ tạo chicken folder. Rồi tới đây em ơi, Rồi dụ mấy con đĩ gà này về mới được. Come on here. Nhớ nhiều đây gà nhiều lắm mà ta. Hay bị mấy con quần rồng. Đây nè, đó đi theo. Mày đâu? Đây. Come here bruh. Come here. Lẹ. Quần gà lâu quỷ vậy. Đi. Đập cái này cho mày đi cho dễ nè. Đi. Đâu rồi? Nó kìa bạn. Đi. Nè, đúng rồi. Lên. Hợp lý. À, ngoan. Nó không phải cái này. Không phải chỗ này. Lần thử cuối cùng nếu mà thất bại nữa là thôi, tèo luôn á, tiêu luôn chứ quên. Gà đâu? Vô. Mình sẽ đi kiểu này cho nó vô mới được các bạn ơi. Đây, đi vô. Gà, vô lẹ gà. Gà. Ừ. Đúng rồi. Vô. Nữa. Cái cổng. Từ từ nha. Rồi. No. Xin lỗi đồ mẹ. Come here. Đi. Rồi nó chảnh chó luôn rồi bạn ơi. Đi. Ừ đúng rồi. Đi. Vô lại. Con mẹ nó, con gà này chảnh thật sự nha. Vô. Rồi một con. Yes. Cần hai con bạn ơi, hai con quýt của mình qua luôn không? Không bạn, mình sẽ không bắt con chicken quýt của mình qua đâu bạn. Ấy chết bà té. Nhớ thường ở đây không có nha bạn. Gì vậy? Trời. Hết hồn má. Chicken nest nữa bạn.
Còn khủng long. Hôm trưa ăn khủng long của chúng ta. Đây. Come here bro. Đi theo. Đi. Câu hỏi này không có lần thứ hai đâu. Đi, lẹ. Trời ơi con này. Hãy dụ mấy con gà khó chịu bạn. Đi. Huy đừng nha. Mày giết rộng mình bạn. Từ từ. Núp cái đó đi. Mày đừng đi rồ liễu vậy. Chết chưa. Mẹ nó. Mấy con khủng long ghê lắm bạn. Ăn rồi thôi mấy con gà của mình đó. Mày đâu. Đây. Trời ơi. Đi. Đi, nhảy xuống. Đi. Bất cực lại đi. Đâu, đi. Anh tính ra mày bay được luôn á. Vô đi. Vô. Nè. Vô. Tất cả vô. Đúng rồi, ngoan. Ngoan lắm con trai của ta. Đây, mình sẽ có một cái ổ cho nó nè bạn. Đây, cái ổ đây. Để đây. Đó, ăn gì ăn đi em. Đó. Ăn rồi sinh sôi nảy nở nha. Ok không? Được không? Ê, nó ăn kìa bạn, nó ăn. Đu. Con kia xong ăn. Ăn đi chứ. Ăn để tao còn xịt thịt chúng mày nữa. Rồi, mình sẽ... Ê, như làm cái gì bạn? Nó làm gì cơ? Wow, làm gì kìa. Ngon. Ngon bạn ơi. Ok, mình sẽ trang trí khúc này nha. Ô đất. Đấy, ô đất. Đây, khá lỗi, từ. Bãi biển của mình không vui rồi bạn ơi. Đây, mình sẽ làm một cái cổng trời. Nhìn xấu quá bạn. Nhìn dơ quá. Đây. Ổn người ta. Thêm một cái hai cái. Đấy. Là không có cái billboard nên mình không có để được nha các bạn ơi. Hay không? Đây. Miếng đất. Ấy, nhầm. Ok. Đấy, trời. Thấy không? Và nó mình cũng đây, mình còn một thứ cuối cùng để mình biết cái chỗ này là nó sẽ là cái chỗ để nuôi gà các bạn. Đó chính là cái đèn ở đây. Đây. Một cái đèn ở đây là vừa tầm bên kia luôn nha các bạn. Đây. Trong đây hả? Là mình sẽ cắm hai cái ô này. Đấy. Làm con gà cho nó sưởi ấm sao nha. Khá là khó nha. Tạm ổn lại về được không con? Vậy được không? Hình như mình có cái xô bạn ơi. Mình có cái xô. Đây chỉ cho. Sẽ làm hai cái ô này. Bốn ô bạn. Bốn ô. Ok. Cái xô có nước đàng hoàng nha bạn. Xô đây. Rồi. Yes. Không biết nó như cái dự đoán của mình, nếu mà nó hư á thì mình cũng chả biết luôn bạn. Đừng có ra nha mấy em. Trong đây là nó sẽ có hệ thống làm mát này, yên tâm. Yes. Let's go. Yes. Gà đau lắm thế. Để có mấy con nó xin vãi. Nếu bạn có ý tưởng nào thì bạn cứ comment bên dưới nếu mình có thể thực hiện được nha các bạn.